Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, trong nỗ lực phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona gây ra, thị xã Sapa tăng cường thực hiện công tác phòng chống dịch tại các cơ sở lưu trú kinh doanh du lịch. Cụ thể, các cơ sở lưu trú trên địa bàn huyện đã hoãn đón khách từ các vùng có dịch và tạm dừng đưa khách đến các tỉnh thành phố có dịch. Đồng thời tạo điều kiện cho các trường hợp hủy phòng một cách nhanh chóng dễ dàng. Các khách sạn cũng tổ chức đo thân nhiệt và phát miễn phí khẩu trang y tế cho khách du lịch, hướng dẫn du khách và nhân viên thực hiện các biện pháp như đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng. Đặc biệt, việc thực hiện phun thuốc sát trùng chloramin B các phòng nghỉ và khu vực xung quanh khách sạn được thực hiện khẩn trương để giảm khả năng lây nhiễm virus corona. Được biết, trên địa bàn thị xã Sapa có gần 600 cơ sở lưu trú, trong đó có khoảng 300 cơ sở lưu trú theo mô hình homestay với gần 4.000 giường và gần 300 nhà nghỉ khách sạn với gần 7.000 phòng. Theo thống kê của Phòng Văn hóa và Thông tin, trong 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tí 2020, có 60.000 lượt khách trong và ngoài nước đến với Sapa, giảm 1.700 lượt so với cùng kỳ năm 2019. Mặc dù lượng khách đến Sapa giảm mạnh, ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh du lịch của Sapa, khiến các đơn vị sụt giảm doanh thu. Nhưng với tinh thần chống dịch, các đơn vị vẫn quyết tâm triển khai tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh để đảm bảo an toàn cho du khách. Sau một tháng ra quân thực hiện đợt cao điểm tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, tình hình vi phạm về nồng độ cồn trên địa bàn huyện Mường Khương đã giảm mạnh. Với thông điệp đã uống rượu bia không lái xe, lực lượng cảnh sát giao thông huyện Mường Khương đã tổ chức ra quân phối hợp tập trung tuyên truyền và xử lý vi phạm tại các khu vực trọng điểm. Sau hơn một tháng ra quân, đơn vị đã xử phạt 7 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tước giấy phép lái xe 6 trường hợp, tạm giữ 7 phương tiện, nộp kho bạc nhà nước gần 23 triệu đồng. Qua công tác tuyên truyền kết hợp với kiểm tra xử phạt trực tiếp, nhiều người dân đã nắm rõ việc nghị định mới xử phạt vi phạm hành chính rất nặng đối với hành vi đã uống rượu bia vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Để công tác kiểm tra kiểm soát nồng độ cồn đạt hiệu quả cao hơn nữa, trong quá trình tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm nồng độ cồn, ngoài sự vào cuộc của lực lượng chức năng, rất cần sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đoàn thể, đặc biệt là ý thức của người dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về nồng độ cồn, đã uống rượu bia thì không lái xe. Thời gian qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn thành phố Lào Cai đã được chính quyền địa phương, các đơn vị nghiệp vụ đẩy mạnh thực hiện, đi vào thực chất và nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhân dân. Trong 4 năm gần đây, chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn thành phố Lào Cai đã xây dựng mới được 75 mô hình tự quản về an ninh trật tự tại các khu dân cư, các tuyến phố điển hình như mô hình hội cựu chiến binh tham gia giữ gìn an ninh trật tự, tuyến phố bình yên gia đình hạnh phúc, tổ liên gia giữ gìn an ninh trật tự, tuyến đường thanh niên tự quản, đồng thời duy trì hoạt động hiệu quả trên 120 mô hình điển hình tiên tiến về an ninh trật tự tại địa phương. Các mô hình này đã nhận được sự tham gia hưởng ứng của các lực lượng chức năng, người dân địa phương. Hiện nay 100% xã phường, trên 97% thôn tổ dân phố trên địa bàn thành phố Lào Cai đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Cùng với đó, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật được chú trọng, thực hiện thường xuyên, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ chính trị xã hội ở địa phương. Toàn huyện Văn Bàn hiện có 86 cơ sở giáo dục. Với việc triển khai nhiều giải pháp trong đổi mới hoạt động dạy và học, chất lượng giáo dục của huyện Văn Bàn đã có những chuyển biến tích cực, đặc biệt là giáo dục mũi nhọn. Nổi bật là trong năm qua, học sinh các cấp của Văn Bàn đã giành nhiều thành tích tại các kỳ thi, cuộc thi học sinh giỏi. Theo đó, cấp tiểu học có 2.228 lượt học sinh đạt giải trong các cuộc thi cấp huyện, cấp tỉnh. Đặc biệt có 14 học sinh đạt giải cấp quốc gia. Cấp trung học cơ sở có 471 lượt học sinh đạt giải trong các cuộc thi cấp huyện, cấp tỉnh. Khối các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên có 54 lượt học sinh đạt giải cấp huyện, 44 lượt học sinh đạt giải cấp tỉnh. Hàng trăm lượt học sinh được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai tặng giấy khen. 8 học sinh được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai tặng bằng khen vì thành tích xuất sắc trong học tập. Theo đánh giá, chất lượng phổ cập giáo dục các cấp học của Văn Bàn tiếp tục được củng cố duy trì vững chắc. 99,9% trẻ 5 tuổi đi học mẫu giáo, 99,5% trẻ từ 6 đến 14 tuổi đến trường. Gần 80% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tiếp tục theo học ở bậc trung học phổ thông. Theo dự thảo báo cáo chính trị của Đảng bộ huyện Bảo Yên, nhiệm kỳ 2015-2020 thì giai đoạn vừa qua, nông nghiệp trên địa bàn phát triển ổn định, duy trì mức tăng trưởng khá, ứng dụng công nghệ cao được mở rộng, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung.
Từ đầu nhiệm kỳ, huyện đã tích cực chỉ đạo tái cơ cấu ngành, tập trung sản xuất 6 cây trồng và 3 vật nuôi tiềm năng thế mạnh của huyện, đó là cây quế, sả, chè, dâu tằm, hồng không hạt, chanh leo và 3 vật nuôi là trâu, gà đồi, vịt bầu Nghĩa Đô. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, nhờ đó nâng giá trị sản phẩm trên một đơn vị hecta canh tác đạt 75 triệu đồng, tăng 28 triệu đồng một hecta so với năm 2015, bằng 107,14% mục tiêu đại hội. Tổng sản lượng lương thực năm 2019 ước đạt gần 47.000 tấn, bằng 106,7% mục tiêu đại hội. Ước tính giá trị sản xuất toàn ngành nông lâm nghiệp thủy sản đạt 1.039 tỷ đồng, đạt 104,4% mục tiêu đại hội. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng ngành trồng trọt, tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi thủy sản và dịch vụ nông nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, dịch bệnh do chủng virus corona đang diễn ra hết sức phức tạp. Đây là một trong rất nhiều những khó khăn ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó có lĩnh vực công nghiệp. Vậy nhưng hầu hết các đơn vị sản xuất đã thể hiện rõ quyết tâm vượt qua thử thách ngay từ những ngày đầu năm mới. Đó cũng chính là những tín hiệu đầy lạc quan cho sản xuất công nghiệp của Lào Cai trong năm 2020 này. Dự án nhà máy luyện đồng xã Bản Qua, huyện Bát Sát, những ngày sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Mặc dù xác định rõ nguy cơ chậm trễ của nhà thầu cung cấp thiết bị bên Trung Quốc do những tác động của dịch bệnh virus corona gây ra, song đơn vị Lilama 10, nhà thầu chủ công trong lắp đặt đã huy động đầy đủ quân số cũng như đội ngũ cán bộ kỹ thuật tại công trường sẵn sàng làm nhiệm vụ, đảm bảo có thể đưa nhà máy vào vận hành thử trong đầu quý 3 năm 2020. Chúng ta đã biết trong thời gian vừa qua là cái yếu tố mà bệnh dịch ở Trung Quốc thì cái đấy thì nó cũng tác động đến cái tiến độ đưa thiết bị về cũng như là lực lượng chuyên gia của nước ngoài vào Việt Nam. Tuy nhiên thì phía chủ đầu tư thì là cũng đã quán triệt từ đầu tổ chức ăn Tết tại Việt Nam cho các nhà thầu. Thứ hai nữa là động viên các nhà thầu để làm việc sớm trong thời gian gần đây. Thứ ba nữa là thời tiết tốt như thế này cũng là một cái điều kiện để cho chúng góp phần cho chúng ta là hoàn thành và cố gắng để họ khắc phục những cái khó khăn để hoàn thành cái dự án theo cái kỳ vọng của các bên. Còn tại công ty trách nhiệm hữu hạn khoáng sản và luyện kim Việt Trung, kết thúc năm 2019, đơn vị cũng đã hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu, trong đó có chỉ tiêu về doanh thu. Trên cơ sở bài học kinh nghiệm đúc rút từ không ít những khó khăn đã trải qua, năm 2020 này, công ty trách nhiệm hữu hạn khoáng sản và luyện kim Việt Trung đang quyết tâm hạn chế tối đa những tình huống bị động bởi thương trường, đặc biệt phải đạt lợi nhuận cao hơn năm trước. Chúng tôi cũng có những cái phân tích, các cái đánh giá để tìm ra các cái hướng giải pháp. Và cái kế hoạch của năm 2020 thì mặc dù nhận định rất là khó khăn, nhưng mà quan điểm của hội đồng thành viên cũng như ban điều hành là phải đạt được cái sản xuất là phát huy 100% công suất từ nhà máy đến mỏ, tiêu thụ cũng đưa vào cái mức tồn kho dưới 10.000 tấn, có nghĩa là cũng sản xuất tới đâu, tiêu thụ tới đấy. Và cái kế hoạch lợi nhuận của năm 2020 thì hội đồng thành viên giao cho ban điều hành là trên 400 tỷ, cao bằng 200% so với kế hoạch năm 2019. Cùng với công nghiệp nặng, các cơ sở công nghiệp phụ trợ, sản xuất vật liệu hay chế biến nông lâm sản cũng đã sớm bước vào sản xuất sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán khá dài. Tại huyện Bảo Yên, ngay từ ngày mùng 8 Tết, toàn bộ ban điều hành và người lao động của công ty cổ phần đầu tư MDF Bảo Yên đã có mặt đông đủ để thực hiện kế hoạch sản xuất năm 2020. Về năm 2020, về cái kế hoạch thì chúng tôi cũng cố gắng làm sao khi thị trường nó có một chút khởi sắc, chúng tôi cũng muốn đẩy mạnh để nâng công suất lên tối đa, tạo được cái nguồn lao động, nguồn thu cho người lao động và khai thác triệt để năng suất của nhà máy. Và tôi cũng rất vui đó là đầu năm 2020 chúng tôi đã có một số đơn hàng của một số nước. Và chúng tôi sẽ cố gắng làm sao hoàn thành và làm tốt hơn nữa để kiếm thêm được nhiều đơn hàng khác. Trở lại với không khí lao động tại dự án nhà máy luyện đồng Bản Qua. Đây là dự án trọng điểm, không chỉ gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp, đóng góp cho ngân sách của tỉnh, mà quan trọng hơn là tiếp tục giải quyết được việc làm cho lực lượng lớn người lao động tại địa phương. Ý nghĩa quan trọng như vậy nên mặc dù bị ảnh hưởng khá lớn do dịch bệnh, song các nhà thầu vẫn đang chủ động duy trì tốt tiến độ. Đây thực sự là những tín hiệu vui và đầy lạc quan cho công nghiệp Lào Cai trong năm 2020 này.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.